Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024. Trong chương trình Thời sự tối nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Công ty nhiệt điện Duyên Hải tăng cường công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo sản xuất điện an toàn trong mùa mưa. Chuyên đề nghe người dân nói phản ánh niềm vui của người dân khi Trà Vinh cơ bản hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về giá đất. Dự thảo điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện. Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý về 4 dự thảo chính trong dự thảo nghị định quy định về giá đất. Trong đó, có quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định về giá đất và quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Với tính chất phức tạp, phạm vi rộng và có ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, nên các thành viên tham gia hội nghị đề nghị các bộ ngành cần phải phối hợp rà soát các luật, văn bản dưới luật, bãi bỏ các điều, quy định còn trùng lặp, chồng chéo để luật đất đai sửa đổi sau khi đi vào đời sống, có hiệu lực hiệu quả thực thi ngay. Đối với quy định về giá đất, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh lại công tác chuẩn bị xây dựng bản giá đất từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án đến lựa chọn nhà thầu. Bổ sung hướng dẫn trình tự thực hiện bản giá đất hiện hành như bổ sung giá cho các tuyến đường mới hình thành chưa có trong bản giá đất đã ban hành. Bên cạnh đó, quy định rõ ràng minh bạch thế nào là miễn giảm tiền thuê đất để dễ xác định đấu giá, đấu thầu khi nhà nước giao đất cho thuê đất. Mở rộng đơn giá thuê đất đối với nhà ở xã hội bên cạnh giá thuê cho các công trình, hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, nhiều ý kiến còn đề nghị làm rõ quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Cụ thể hóa việc bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện như thế nào để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giúp cho quá trình tổ chức thực hiện được đảm bảo tính khả thi nhất. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, tổng hợp những ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, tổ chức chuyên gia và các địa phương tham mưu Chính phủ hoàn thiện nghị định quy định về giá đất trong thời gian tới. Hôm qua ngày 10 tháng 6, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Công an đã tổ chức nhiều đợt hoạt động chính trị sâu rộng, nghiên cứu học tập các nghị quyết của Trung ương, tác phẩm, bài viết có tầm ảnh hưởng lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó có xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ công an. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp xác định rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vấn đề noi gương, nêu gương, kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát những đơn vị, địa bàn, lĩnh vực có môi trường công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí, kịp thời tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng gương người tốt, việc tốt trong công an nhân dân. Chiều hôm qua ngày 10 tháng 6, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh. Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thành Thương, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh đã thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Mỹ Hạnh,
trưởng phòng thông tin, báo chí, xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cho rằng, việc kiện toàn cán bộ chủ chốt sẽ giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác tham mưu của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quản lý các lĩnh vực về báo chí, thông tin, truyền thông, đặc biệt là chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thưa quý khán giả, cũng trong chiều hôm qua, ngày 10 tháng 6, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, tỉnh Quý Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại buổi lễ, đồng chí Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Quỳnh Kim Nhân, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ghi nhận sự nỗ lực của đồng chí Quỳnh Kim Nhân trong quá trình công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Quỳnh Kim Nhân tiếp tục phấn đấu đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, sáng nay, ngày 11 tháng 6, Đảng ủy khối các cơ quan do doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức hội thi dân vận khéo cấp đảng ủy khối năm 2024, đồng thời lấy ý kiến bổ sung quy hoạch chức danh chủ chốt đảng ủy khối nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi dân vận khéo cấp đảng ủy khối năm 2024 nhằm tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo tại chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mặt khác, thông qua hội thi nhằm chia sẻ, trao đổi cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình dân vận khéo hay có hiệu quả trong toàn đảng bộ khối. Theo kế hoạch, hội thi sẽ có 25 đội tham gia đến từ các chi đảng bộ trực thuộc. Trong đó, mỗi đội sẽ có 5 thành viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy khối. Nội dung thi xoay quanh các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận khéo, nội dung của nghị quyết đại hội Đảng các cấp và về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó là một số kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống thực tiễn trong công tác dân vận, xây dựng mô hình dân vận khéo tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Dự kiến hội thi sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2024. Tại hội nghị này, Đảng ủy khối còn lấy ý kiến bổ sung quy hoạch chức danh chủ chốt Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2025-2030. Hôm qua ngày 10 tháng 6, Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh kết hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho 130 cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Cầu Kè. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về một số thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, gắn với kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới, và triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm giúp cho các đại biểu nâng cao kiến thức pháp luật về công tác dân tộc trong tình hình mới, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để từ đó tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Sáng nay, ngày 11 tháng 6, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Tham gia lớp tập huấn là cán bộ đang công tác tại Chi cục Thống kê và Ban dân tộc các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tại đây, các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ thu thập thông tin, phục vụ lập bản kê hộ và hướng dẫn phương pháp cài đặt sử dụng thiết bị di động thông minh trong việc lập bản kê hộ để điều tra thực trạng kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Việc lập bản kê thu thập thông tin điều tra thực trạng kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số năm nay
có ý nghĩa rất quan trọng để làm cơ sở nắm bắt thông tin ban đầu về các hộ dân cư và giúp cho cuộc điều tra thuận lợi, không bị trùng hoặc bỏ sót địa bàn điều tra. Theo kế hoạch, thời điểm lập bản kê hộ sẽ được tiến hành vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 và được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, và thời điểm tiến hành điều tra được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024. Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể và Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động trên lĩnh vực hợp tác xã ở huyện Tiểu Cần. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Tiểu Cần, trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Tiểu Cần thành lập mới được 2 hợp tác xã ở xã Long Thới và xã Tân Hòa, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 17 hợp tác xã, trong đó có 14 hợp tác xã nông nghiệp, 2 hợp tác xã xây dựng và 1 quỹ tín dụng nhân dân, với vốn điều lệ gần 20 tỷ đồng. Doanh thu của các hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm ước đạt gần 24 tỷ đồng. Qua đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023, huyện Tiểu Cần có 1 hợp tác xã hoạt động tốt, 9 hợp tác xã hoạt động khá, 2 hợp tác xã hoạt động trung bình và 1 hợp tác xã hoạt động yếu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tiểu Cần, phần lớn các hợp tác xã hiện nay chưa có trụ sở làm việc, nhà kho, nhà xưởng, phải làm việc chung với Ủy ban Nhân dân xã hoặc nhà dân quá các ấp nên gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Các hợp tác xã chưa có sản phẩm chủ lực và chưa xây dựng được mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh, đề nghị các hợp tác xã trong quá trình hoạt động phải luôn bám sát luật hợp tác xã và các chính sách hỗ trợ đầu tư. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị Phòng Tài chính, Kế hoạch kiểm tra lại hoạt động của các hợp tác xã và có đánh giá đúng về hiệu quả chính sách của nhà nước đã hỗ trợ cho hợp tác xã. Do Phòng Tài nguyên Môi trường cần tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện tháo gỡ vướng mắc về trụ sở làm việc của hợp tác xã nhằm giúp cho hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn. Nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ sự kiện Festival 100 năm Dừa Sáp Trà Vinh và tuần lễ Du Lan Thắng Hội huyện Cầu Kè năm 2024, hôm qua ngày 10 tháng 6, huyện Cầu Kè tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thị trấn Cầu Kè. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Cầu Kè có 7 cơ sở lưu trú, trong đó có một khách sạn Quỳnh Kỳ đạt tiêu chuẩn 1 sao, còn lại là các nhà nghỉ. Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các cơ sở lưu trú đảm bảo giấy tờ pháp lý, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, giấy phép môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy xác nhận hoặc cam kết tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với cơ sở lưu trú du lịch có phục vụ ăn uống, được niêm yết công khai giá cả dịch vụ, nội quy, quy chế của cơ sở lưu trú du lịch, các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định. Làm việc với các cơ sở lưu trú, đoàn kiểm tra đề nghị các cơ sở lưu trú phải đảm bảo hoạt động đúng quy định, bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách trước, trong và sau sự kiện Festival 100 năm Dừa Sáp Trà Vinh và tuần lễ Du Lan Thắng Hội huyện Cầu Kè năm 2024, đảm bảo an toàn cho du khách. Thưa quý khán giả, hàng năm cứ bước vào mùa mưa sẽ xảy ra nhiều thiên tai, làm ảnh hưởng đến sự an toàn và hiệu quả sản xuất điện. Vậy công ty nhiệt điện Duyên Hải có biện pháp gì để đảm bảo an toàn sản xuất điện trong mùa mưa bão năm nay? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Lãnh đạo công ty nhiệt điện Duyên Hải cho biết, để đảm bảo an toàn sản xuất, cung cấp điện trong mùa mưa bão năm nay, ngay từ đầu năm, công ty nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định trong mùa mưa bão. Theo đó, công ty đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giao các đơn vị trực thuộc xây dựng kịch bản với các phương án ứng phó đặc thù của từng đơn vị. Trong các kịch bản, phương án yêu cầu thể hiện rõ việc điều động nhân lực, thiết bị, vật tư y tế, đồ bảo hộ phòng chống thiên tai. Theo công ty nhiệt điện Duyên Hải, ngoài việc trang bị các cơ sở vật chất phòng chống thiên tai để sản xuất, cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, hàng năm công ty nhiệt điện Duyên Hải còn thường xuyên tổ chức diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, đưa ra các phương án giả định, xử lý tình huống có thể xảy ra với phương châm 4 tại chỗ. Đặc thù của công ty Duyên Hải là vị trí nằm ở sát bờ biển, cũng là nằm vào khu vực của mùa gió trước. Vào cái tháng mà chuẩn bị vào mùa mưa, công ty đều xây dựng kế hoạch để kiểm tra phòng chống chuẩn bị trước mùa bão, ví dụ như là kiểm tra đo điện nền điện trở đất, kiểm tra các tủ điện đã được đóng kín, và cả các mái che, tất cả các máy thoát nước, hầm, các kênh mương xả nước đều phải được thông
đảm bảo được vấn đề thoát chống mưa khi mùa mưa bão. Đồng thời ở khu vực ngoài cảng biển cũng như khu vực ở máy đóng thì được kiểm tra tất cả dàn điện trở tiếp xúc, điện trở tiếp đất cũng như là tất cả thiết bị trồng chắn dàn để mà giữ các thiết bị bốc dở than, xe tu, gỡ tu cũng như các đánh máy đóng, đảm bảo là khi mà có áp thấp nhiệt đới hoặc các cơn mưa bão lớn hoặc là mùa gió chứng lớn không ảnh hưởng tới việc và an vận hành an toàn của thiết bị cũng như đảm bảo được là thiết bị được neo ở vị trí đúng theo quy định của tài liệu. Được biết đến nay công ty đã chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ như công tác ứng trực lãnh đạo các đơn vị và 100% quân số trực bão, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện, đảm bảo công tác hậu cần, y tế cần thiết. Các đơn vị đã quy động lực lượng, phương tiện kiểm tra tính sẵn sàng phòng chống mưa bão ở các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở. Trong đó có đê kè bảo vệ đã được xây dựng kiên cố và trang bị đầy đủ hệ thống chống sét cho toàn công ty. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong những tháng cuối năm, công ty đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện kiểm tra hệ thống thoát nước bề mặt trước mùa mưa tại đơn vị, kiểm tra tình trạng mái che công trình, nhà xưởng, gia cố khắc phục tình trạng dột, nứt, phòng ngừa lốc xoáy tại kho than, bãi xỉ, kiểm tra sửa chữa các bơm nước động, đảm bảo sẵn sàng vận hành, thực hiện kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi có thiên tai xảy ra. Công ty đã thành lập ban thành trọng ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cũng như là cái tổ xung kích của cái đội này. Đứng đầu là đồng chí giám đốc là chỉ huy trưởng của ban này, và trong các thành viên là tất cả các lãnh đạo có liên quan đến công việc công tác sản xuất của nhân của công ty, cũng như là các tổ xung kích đội thanh niên, đoàn thanh niên của công ty tham gia vào. Hàng năm thì công ty đều xây dựng các kịch bản cụ thể để tổ chức diễn tập thực tập giống như cho sát với thực tiễn. Theo lãnh đạo công ty nhiệt điện Duyên Hải, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, nên trong những năm qua, công ty luôn đảm bảo sản xuất điện an toàn và luôn đạt vượt kế hoạch đề ra, góp phần cung cấp đủ điện cho các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Trà Vinh. Thưa quý khán giả, xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, làm cho diện mạo nông thôn có sự khởi sắc toàn diện và lưu lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng dân. Với sự tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Trà Vinh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi và sức lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh. Từ một tỉnh có xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, Trà Vinh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã có những bước tiến đột phá, để lại nhiều dấu ấn tích cực trong xây dựng nông thôn mới và trở thành địa phương đi đầu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn lại chặng đường hơn 13 năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, quy động và lồng ghép nhiều nguồn lực, và đặc biệt là có sự tham gia tích cực của đại bộ phận các tầng lớp nhân dân, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên nhiều phương diện. Tính đến nay, toàn tỉnh có tất cả 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Về cấp xã, hiện toàn tỉnh có 85 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện nâng chất đạt các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Từ xã nông thôn mới đến nông thôn mới nâng cao là một bước phát triển về chất. Tính đến nay, toàn tỉnh có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Một trong những kết quả nổi bật về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đó là tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm đáng kể qua từng năm. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,19%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 82 triệu đồng một người một năm. Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, tổng nguồn lực quy động xây dựng nông thôn mới của tỉnh tính đến năm 2024 là trên 27.400 tỷ đồng. Trong đó, có trên 5.800 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2010 đến 2015. Có trên 9.700 tỷ đồng
được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và có gần 11.900 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024. Từ thực tiễn cho thấy, sức sống nông thôn mới đã và đang lan tỏa rộng khắp, góp phần thay đổi tích cực diện mạo nông thôn ở các địa phương trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Thì nói chung sau khi xã Phú Cần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao cũng như xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đối với người dân tôi nhận thấy là có những địa phương có sự thay đổi rõ rệt về cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm, rồi đời sống kinh tế của bà con cũng ngày được nâng lên. Đặc biệt thì như chỗ ấp Đại Mông nói riêng thì hiện tại trên địa bàn ấp thì chỉ còn là một hộ nghèo thuộc diện bảo trợ, không còn ấp, không còn hộ cận nghèo. Nói chung thì với người dân thì rất là phấn khởi khi thực hiện theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tính đến nay, Trà Vinh cơ bản hoàn thành tất cả 8 nội dung tỉnh nông thôn mới theo quyết định 321 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã phản ánh chân thực, sinh động, sức mạnh tổng thể của ý Đảng, lòng dân. Nhân dân đồng tình rất cao. Từ đó là cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Cái đường làng ngõ xóm giờ đó đều có là nhựa quá hết đan. Bà con đi lại rất dễ dàng. Chở hàng hóa đi cũng rất thuận tiện, tiêu thụ hàng hóa rồi bán cũng được giá hơn là lúc trước đây. Cái thứ hai đó là vấn đề cảnh quan á, thì chú thấy là trồng bông rồi xanh rồi sạch rồi đẹp, rồi cơ quan cũng vậy, văn minh. Nói chung là nhìn chung qua cái đổi mới thì rất nhiều, cả nhân dân của ấp Văn Trại nói riêng mà cả nhân dân xã Phú Tân đều đồng tình là hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới để cho là thành công cái nông thôn mới kiểu mẫu. Nông thôn mới, đây thực sự là một thành quả to lớn, cho thấy xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đã thực sự trở thành một cuộc cách mạng toàn diện với sức lan tỏa mạnh mẽ, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Nói về bộ mặt nông thôn mới của xã Long Hiệp thì rất là phấn khởi và khởi sắc. Cũng thấy rõ ràng cũng như cái tuyến đường mới đang làm này nọ cũng trồng hoa trồng kiển rất là đẹp. Rồi nói về đường điện trường trạm này nọ đã là công nhận là coi như là trường đạt chuẩn quốc gia. Đường đang bây giờ là được đường xây dựng lại như vậy, coi như là nhân dân ở đây rất là phấn khởi. Cảnh đó thì coi như là dân tộc Khmer bây giờ cũng thấy là thoát nghèo cũng bền vững cũng rất là nhiều, coi như là cũng gắng làm ăn đủ thứ hết luôn. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã đánh dấu bước chuyển mình đầy thuyết phục trên mọi nẻo đường quê hương. Đây thực sự là một cuộc cách mạng lớn về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, khẳng định sức sống nông thôn mới luôn là khát vọng của mọi người. Với quyết tâm nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, hành trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Trà Vinh mở ra một tương lai đầy hứa hẹn về một vùng quê đổi mới toàn diện và hướng tới xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.